À, xin chào các bạn trở lại kênh của Tính Mập TV. Thì lời đầu tiên mình xin chúc các bạn và gia đình có một ngày vui vẻ. Thì hôm nay mình chở đặng cuốn con đi chơi rồi với bé Vàng Kem nữa đó. Thì ra bờ sông dầm cỏ tây, xung quanh đây là ngang cái cầu Tân An các bạn đó. Thì đi vòng vòng chơi thì bây giờ cũng về rồi, xế chiều rồi, tôi chuẩn bị về ăn cơm rồi. Thì sẵn về đó thì chạy trên con đường đó thì sẽ ghé vào nhà của nơi tụi nó sinh ra. Hồi đó là bạn của mình là thằng cái ông chủ của đàn chó này các bạn, chủ đàn chó con là bạn mình sửa xe, là vợ nó cũng là bạn học mình. Thì thấy lên kiểm tra coi cái nhà nó đẹp đẽ chưa thì kêu nó xuống bắt con chó mẹ về. Nói chung là bây giờ đàn cún con nó lớn rồi nên nó ăn dữ lắm, và nó lấn lướt mẹ nó thấy nó tụi nó ăn là mẹ nó nhường à, nên mẹ nó rất là ốm. Thì mình để lên kiểm tra luôn, mình sẵn mình cho vợ chồng của ông chủ đàn chó con này thấy mặt luôn. Bây giờ mình lên xe các bạn ơi. Yeah. Về thôi, lên xe vậy. Rồi lên. Ở đằng kia có con cục cá nãy giờ không lại coi. có một cục cá. Nó bông bằng lăng tím đẹp không? Đây mình treo được cái cầu này. Máy trong hồ. Này đang làm đường nên quá trời xe cộ ra vô. Đào bới tùm lum đó, xe cô bé móc đường.
Đây, tới nhà của thằng bạn rồi đây, nó sửa xe đây. Chú gì? Vô thăm nhà coi sửa sửa nhà xong chưa? Nè, mấy đứa con của bà nè. Trời ơi, nãy cưng nhỉ? Đó, chiều chiều phải chở đi chơi vậy đó. Trời đất ơi, cưng quá ha, lộ đầy đủ đó không? Bảy đứa đó, đếm đi. Đủ đó luôn hả? Ừ. Trời đất ơi. Trời, vô cho bảy bịch cháo đi, chứ bà ngoại phải lo chứ. Trời đất ơi. Con mẹ đâu, không chở chở con mày đi. Mẹ không có tiếp xúc đó được. Nè, xuống dưới ở luôn đi, bảy con ở đi. Đó, ông chủ nè, giao cho ông chủ luôn nè. Giao lại hả? Gẹo thôi chứ dễ gì, nuôi luôn. Chứ đâu có giao lại, biết thôi luôn à. Ông biết sao tôi nuôi hả? Vậy. Ê, có con nào, cái con chó con là con chó cha này không ta? Phải, nó có con chó con màu trắng này ở trong kia kìa, lại đây coi mặt nè ông ngoại, ông ngoại bà ngoại lại coi mặt nè. Đi. Thôi ghẹo thôi chứ ghé cho ghé cho bà ông ngoại, bà ngoại coi mắt rồi về. Thấy chó quằn thấy ghê không? Thôi về. Về. Rồi, đứng yên nha. Mà nằm quá. Ừ? Rồi, rồi vào phát hiện. Rồi về thôi. Rồi về ngoại ơi. Ừ. À, lâu lâu ghé nhà chỗ tụi nó sinh ra rồi xôi giờ về các bạn ơi. Mình kẹo đó thôi, giờ tôi trả ông mấy bảy đứa này cái sao tôi nuôi. Chịu không nổi. Chiều công nhân về đông đông dần dần rồi các bạn. Đông dần có nghĩa là bây giờ mình quay về cái là mình phải quay lên đi làm. Tới giờ làm của mình đó rồi. Dầm thấy gì cũng lạ, dầm ngó dầm ngó. Bé vàng bé vàng kem mà tiếu. Chiều tao bán đồ dữ dữ lắm các bạn, bán cho dân lao động ăn đó bạn, bán lề đường nhiều lắm đó, bán đủ thứ món.
xe kéo ở đâu chiều chiều lại tao kéo lại à. Chứ dân ở đây không ai bán hết đó. Dân đây dạng như không phải giàu gì nhưng mà tao mắc cỡ tao không bán các bạn. Đó, chỗ này là đây đường vô nhà mình là các bạn ơi. Lấy cái bao qua trường mẫu giáo bản á, hạ bản là một ruộng bản á. Mà biết hả? Kêu người em nó cắt ra muống bên kia cái đám muống quang mà người ta tao có làm rồi lúa tự động mọc. Đóng luôn. Buổi chiều rồi nên thời tiết là dễ chịu các bạn. Mát mát. Rồi chuẩn bị vô nhà thôi. Trời ơi. Rồi tới giờ vô nhà thôi. Vô con. Về tới nhà mình rồi các bạn. Ồ bé mật rần rần luôn. Cha nãy cha quên cái bóp hả? Không có mua được cái gì. đi mặc quần dài xong quên mẹ cái bóp của con nhỏ. Rồi vô chuồng con. Vô chuồng, vô chuồng. Đó, chưa đó về cái hừ thằng kia liền ha. Rồi xong bước ra. Thôi xin để chở nhỏ lên là tạm biệt tạm biệt. Rồi giải quyết được một mớ rồi, còn mớ nữa, còn một đống nữa. Rồi, nhức đầu. Bây giờ 1 2 3 ra. Ra đây con. Phóng ra. Đó, vậy sao mình nhốt có được bà. Cũng khổ lắm, từ nãy giờ tính đựng vậy không cho tụi nó ngóng ngóc đầu ra tụi nó coi mà. Từ 2-3 cái phóng ra ngoài mẹ ráo. Rồi phải đi lùa bắt từ con lại nữa. Đi ra con. Đó.
phóng ra, 2, 3. Về nhà rồi. Về nhà rồi. Về. Về nhà rồi. Rồi đó. Một đứa. Một đứa. Rồi ra con. Rồi ra con. Rồi ra ngoài. Rồi xong rồi, đi chơi đi. Đi chơi đi, mất tiêu đi, đi mất tiêu đâu đó rồi. Ừ. Rồi vẽ mặt đây. Kiểm tra coi. Ừ. Rồi bây giờ mình cũng ẵm nó vô nhà luôn các bạn. Thôi xin tạm dừng video tại đây các bạn. À, thôi xin chia tay các bạn và hẹn lại các bạn vào những video kế tiếp. Xin chúc các bạn và gia đình có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Thì hôm nay mình chở bé Vàng Kem và đàn chó con đi chơi, sẵn tiện ghé vào nhà của chủ của đàn chó hồi xưa là bạn mình, anh Cường và cô Thắm. Vợ thì bán chó lòng, còn cộng chồng thì sửa xe Honda. Thì hôm nay nhà cũng hoàn chỉnh rồi, mà nãy mình nói trả lại đàn chó thì ổng lắc đầu xỉu, cái này giờ nhà tôi vậy sao tôi nuôi, nhà toàn là xe với nhớt không à. Thì bây giờ xin cũng tạm dừng video tôi đây. Thôi xin chúc các bạn một ngày vui vẻ.